Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết Bắc Bộ có đôi chút chuyển biến. Cụ thể là ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông xuất hiện rải rác. Còn các tỉnh phía Đông Bắc Bộ lác đác vài nơi có mưa nhỏ. Nguyên nhân là bởi hai hình thái gây mưa tác động là không khí lạnh suy yếu kết hợp với rãnh thấp trong đới gió Tây trên cao. Tuy nhiên các hình thái gây mưa nhanh suy yếu nên từ ngày mai mưa sẽ chấm dứt. Toàn vùng quay trở lại với trạng thái nhiều mây có sương mù trong buổi sáng. Đến trưa chiều, mây giảm và trời chuyển nắng. Nhiệt độ trong hai ngày 23 và 24 tháng 2 tăng nhanh. Ban ngày trời nắng ấm với mức nhiệt ở hầu hết các nơi đều trong ngưỡng từ 24 đến 27 độ. Đáng lưu ý là ngày 25 và 26 tháng 2, mưa phùn và sương mù có thể xuất hiện vào sáng sớm ở Bắc Bộ. Dù vậy, đến trưa và chiều, khu vực lại hứng nắng và duy trì thời tiết ấm áp như những ngày trước đó. Ban đêm trời trở rét với mức nhiệt thấp nhất ở đồng bằng là từ 17 đến 19 độ. Theo bản đồ dự báo xa, trạng thái nắng ấm có thể kéo dài liên tục 10 ngày tới. Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ ít chịu tác động của không khí lạnh nên mức nhiệt tối thiểu tăng lên theo từng ngày. Đến đầu tháng 3, thời tiết có thể ấm áp suốt cả ngày khi biên độ nhiệt giữa ngày và đêm dao động từ 22 đến 28 độ, mức chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ít. Đối với khu vực miền Trung trong 3 ngày tới, thời tiết tại các tỉnh từ Thanh Hóa tới Bình Thuận khá tốt, trời không mưa. Vào sáng sớm ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh khả năng có sương mù nhẹ. Tuy nhiên trời sẽ nhanh chóng chuyển nắng vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Nhiệt độ tăng dần từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Còn đối với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mức nhiệt dao động từ 26 đến 29 độ, có nơi cao hơn. Ở phía Nam, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn là khu vực có nắng mạnh và nhiệt độ cao nhất trên cả nước. Dự báo trong 3 ngày tới, ở đây vẫn duy trì trạng thái không có mưa, ngày nắng sớm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên sẽ dao động từ 28 đến 31 độ, còn tại Nam Bộ, mức nhiệt dao động từ 31 đến 33 độ. Trong khi đó, tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng dần và đạt mức cao nhất vào những ngày cuối tuần từ 26 đến 28 tháng 2. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước 23 tháng 2 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, phía Nam từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi trên 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, sáng có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, sáng có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng Bắc Miền Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, riêng vùng biển phía đông có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng biển phía đông có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía tây ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía tây ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.